Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một cái event nhận 0.1 tốc cần GCF cho tất cả các bạn. Thì tham gia giá hôm nay mình lấy phần link mô tả của mình, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên thì các bạn join vào kênh Telegram trên các bạn comment một cái bình luận cho tất cả các bạn. Rồi bấm join vào các bạn comment nè. Good GFC Good AGF đi. Rồi các bạn gửi cho bot nha mà. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi tất cả các bạn join tiếp kênh hai kênh trailer nữa nha mà. Rồi tại Twitter thì các bạn follow hai kênh tại Twitter nữa. Rồi tại Twitter này thì các bạn đi tiếp tăng ba người bạn vào nghe các bạn. Rồi các bạn copy cái tag này giúp mình nha mọi người. Rồi các bạn chậm. Các bạn copy hashtag từ đây tới đây giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn copy hashtag này các bạn like đi tiếp dưới chỉ dẫn từ tweet nha các bạn. Các bạn giác hashtag ra vào. Phải phải các bạn số đây đi. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Để mình lại copy nhiều. Rồi các bạn điền account những người bạn của mình nha các bạn. Mình account Google account. Rồi các bạn test tờ nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở tờ Twitter mình lên nè các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn tweet cho trả lời nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nha các bạn. Các bạn sao chép lên tweet nè. Rồi bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào cái link tweet chỗ này nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Tiếp tục thì username Telegram nha các bạn, không anh 1133 nè. Tiếp tục thì username Twitter nè, cộng MMO của bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ what in you là một cái folder là mang giới thiệu Telegram của mình nha bạn. Các bạn điền cho mình ở cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ ETH. Các bạn mở địa chỉ với chocolate, mai sơ, wallet. Rồi các bạn copy nha các bạn. Các bạn sẽ giáp địa chỉ ETH mà nè các bạn. Bạn bắt ở đây nè. Rồi bạn bấm gỡ nha các bạn. Vậy ok, mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình góp nhận 0.1 tốc cần GFC này cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.